Alo, chào mừng năm kênh cho em cùng với con của bác đã quay trở lại với kênh Chí Xì Tin Dừa và Xì Tin Đen. Ok, hôm nay mình muốn review cho mọi người một cái thiết bị nhà bếp cũng khá là tiện lợi, ngon, bổ, rẻ đối với mình phương châm là vậy. Và phù hợp với lại cái nhà bếp ở căn hộ Q7 Sài Gòn Riverside, tức là chúng ta sẽ tận dụng những cái vật liệu có sẵn kết hợp gắn vô thôi, chứ chúng ta không có thay đổi kết cấu, không có khoan đục, không có gì hết, rất là tiện lợi. Mua cái miếng này về rồi, ok. Đây, miếng này thì bao gồm một cái miếng hứng nước và một cái ở trên để chúng ta úp nồi hoặc úp chén tùy tùy biến. Ok, ở đây là một cái miếng mình đã gắn rồi, nó cũng tương tự, cũng là hai miếng. Rồi một cái miếng để chúng ta úp đây đó, để hứng nước, một cái miếng là để chúng ta để lên đó. Rồi bây giờ để vô đây, để vô cái tủ trên này ha. Đó thì mình theo đánh giá của mình đó, là nội thất Q7 cũng tương đối ổn định, là chúng ta cứ mua những cái vật dụng để chúng ta để vô đó, chúng ta để vô cái là xong, không cần phải chỉnh sửa gì nhiều, không cần phải thay đổi kết cấu gì hết. Mình cứ ở cho nó cũ đi từ từ, rồi xong bắt đầu mình mới thay đổi sau, thì đó nó sẽ theo mình nó sẽ phù hợp hơn. Còn có nói chung là cũng có nhiều cư dân thì có điều kiện thì chúng ta cũng làm nội thất full hết, một gói 100, 100, 200, 300 cho đến 500, 600 cũng có. Thì làm lại thì từ đầu thì nó cũng có cái khỏe của từ đầu đó, nhưng mà cái tiền thì nó hơi ngán. Còn những anh chị nhưng mà gọi là muốn tiết kiệm chi phí, đại khái là mới mua nhà xong thì cũng chưa có cái phần kinh phí nào, thì chúng ta làm gì sẽ rất là tiết kiệm nha. Rồi còn đây là cái kệ chén em để ngoài lô da để cho nó nhiễu nước xuống, rồi xong rồi ráo nước thì chúng ta mới đem vô úp để cho đỡ bị hao mòn cái tủ nha. Nếu mà đem vô nước nhiều quá là tủ bằng gỗ mà mọi người biết rồi, nó đâu có được bền bỉ. Nói chung là hàng nào cũng là không có bền bỉ theo thời gian được hết, nhưng mà tủ gỗ thì nó dễ sức mẻ hơn là những cái tủ sắt, kệ sắt như thế này, những cái để như thế này đó. Thấy chưa? Tại trở lại cái nhân vật chính ha, thì hôm trước mình có review cái kệ đó rồi, mình sẽ review ở đây đó. Bây giờ rất là gọn đó, rồi hết tương đối đầy đủ rồi. Rất là rẻ, ngon bổ rẻ đó, mình ngon bổ rẻ tiêu chí đó. Rồi ở đây mình giới thiệu cho mọi người thêm một cái cũng cái bộ cũng của nhà bếp luôn. Thì mua cái này chúng ta để đồ lên rất là tiện gọn gàng luôn ha, combo luôn cho mọi người để mọi người dễ. Những cái link đặt hàng mình sẽ đính kèm dưới mô tả bình luận ghim cho mọi người, từ cái link cái kệ này đơn giản thôi ha. Đó, rất là đơn giản mà đựng rất là tiện gọn. Còn cái kệ này thì cái kệ này với kệ này thì nó tầm 500 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Nếu mà chúng ta đóng thì nó khoảng 1 triệu, 1 triệu mấy lần. Còn này mà chúng ta tận dụng như thế này, chúng ta làm thì sẽ rất là tiết kiệm. Còn đây cái kệ để chúng ta ấp chén nè, đó, bữa mình có review đập hộp rồi đó, làm cũng có nói rồi đó, rất là gọn gàng, ok luôn ha. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tin Dừa và Xì Tin En. Bye bye.